Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài đến 4 ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại sau khoảng thời gian cách ly xã hội, các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tâm lý dè dặt đang ngại dịch bệnh khiến lưu lượng hành khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay trên địa bàn vẫn chưa cao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong dịp lễ, mỗi ngày cảng hàng không quốc tế Phú Bài đón 4 lượt bay, bao gồm 2 chuyến từ Hà Nội vào và 2 chuyến từ Hồ Chí Minh ra của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air với khoảng 800 hành khách. Theo đánh giá của lãnh đạo cảng, do ảnh hưởng của dịch, lượng khách năm nay chỉ đạt từ 18 đến 20% so với cùng kỳ. Do vậy thời kỳ mà trước khi mà dịch xảy ra thì sản lượng là sản giảm xuống rất là đáng kể. Chúng ta chỉ đảm bảo khoảng được 18 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại bến xe phía Nam, lượng khách mặc dù có tăng so với những ngày sau cách ly xã hội nhưng cũng không đáng kể. Do nhu cầu đi lại chưa cao nên bến xe cũng chưa có kế hoạch tăng chuyến. Mỗi ngày chỉ có khoảng 150 lượt xe đi và 150 lượt xe đến. Song song với việc duy trì hoạt động vận tải hành khách, bến xe đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người và phương tiện, đảm bảo an toàn cho cả hành khách lẫn nhân viên nhà xe và lái xe. Dịp lễ năm nay là lượng khách là ít hẳn so với các năm mà, tại vì là đi lại đang còn nhiều vấn đề cho nên họ hạn chế, cho nên là lượng khách là ít hơn các năm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng chức năng cũng đã lên kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tuân thủ quy định trong phòng chống dịch, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông cũng như vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông cũng như là mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh thì phòng cảnh sát giao thông cũng đã có cái phương án kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cụ thể chúng tôi đã triển khai các cái biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí các địa phương để khuyến cáo cho người dân tham gia khi tham gia giao thông đảm bảo chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để mà tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cái lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, như tập trung vào các cái lỗi là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm về làn đường, lòng đường, và cũng là có cái phương án kế hoạch chủ động trong cái đề phòng chống đua xe trái phép trong cái dịp lễ 30/4 và mùng 1/5. Nhìn chung, ghi nhận trong ngày cao điểm của lễ, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không có đột biến, nhu cầu đi lại của người dân chưa cao, lượng người đổ về các nhà ga, sân bay, bến xe chỉ ở mức thấp. Dự báo trong những ngày cuối lễ, khi quần quay công việc, học tập diễn ra bình thường, thì hoạt động vận tải hành khách sẽ nhộn nhịp trở lại.